Mình tình cờ biết được Master Trainer của Nike qua video quảng cáo của Clinique Fit, các sản phẩm make up cho dân tập luyện, và có tìm hiểu lịch trình tập và ăn của cô ấy thì được biết là Christy Grosso theo Keto Diet, và nhờ phương pháp này mà mình cũng biết là rất nhiều người giảm cân ngoạn mục, thậm chí là giảm 1kg một ngày, nhưng cũng có nhiều hạn chế nhất định. Video này sẽ là thực đơn giảm mỡ của Christy Grosso và là dịp để chúng ta trao đổi thêm về Keto Diet. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải hiểu Keto Diet là gì. Thật ra cái phương pháp ăn Keto đã xuất hiện khá là lâu rồi, nhưng mà nó mới trở nên hot dạo gần đây. Cái phương pháp này ăn theo cách như thế nào và vì sao đạt hiệu quả? Cái mà cơ thể của chúng ta tìm kiếm cho mọi hoạt động sống hàng ngày, cho việc học tập và làm việc là glucose. Thì glucose sẽ có nhiều ở trong các loại tinh bột, và điển hình ở Việt Nam là cơm gạo trắng. Glucose là nguồn năng lượng chủ yếu và cần thiết của cơ thể. Cái phương pháp này thì nó ăn khá là gần gũi giống như low carb và Atkins hay là Paleo Diet chẳng hạn. Nhưng mà cái lượng carb tối đa mỗi ngày của Keto Diet chỉ dừng lại ở 50g một ngày thôi. Khi cắt giảm lượng carb xuống mức tối thiểu, điều này khiến cơ thể đốt cháy hết toàn bộ glucose đang dự trữ. Sau đó, nếu muốn có thêm năng lượng để hoạt động, nó buộc phải chuyển sang cơ chế đốt cháy chất béo. Chính vì vậy mà cơ thể của chúng ta trở thành một cái cỗ máy đốt chất béo hiệu quả hơn. Và bây giờ cùng đi với mình một ngày để ăn phương pháp Keto thôi. Trước khi tập luyện 30 phút, thường sẽ uống 1 ly protein. Thường với một muỗng 50g whey protein sẽ có mức calorie ở dưới 200 calorie và lượng protein khá cao cũng như carb vừa phải. Cho nên là một khởi đầu tốt cho một buổi sáng. Bây giờ cùng đưa bạn Bông đi học và tiếp tục với những bữa ăn khác thôi nha. Sau khi đó bạn Bông đi học về thì tụi mình cùng đi siêu thị để mua những đồ ăn ăn về phương pháp Keto. Phương pháp Keto thì chú trọng tiêu thụ chất béo và hạn chế carb, nên các món ăn ưu tiên là thịt, cá, trứng, hải sản, bơ, dầu ăn, phô mai, các loại hạt rau xanh, các loại dâu. Không ăn các loại cơm, bánh mì, đường, bắp, bột mì và trái cây. Hôm nay mình chuẩn bị các món ăn đa số có sẵn trong tủ lạnh nhà ba mẹ. Vì ảnh hưởng ăn sạch nên đa số mình cũng hấp luộc. Việc hấp luộc sẽ hạn chế calorie bị tăng lên và giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên khá là ngán nếu ăn thường xuyên. Cắt mỡ thì các bạn có thể ăn như vậy trong thời gian ngắn để giảm. Chắc chắn là sẽ giảm. Trứng là thức ăn rất tốt trong quá trình giảm cân, có lượng protein và chất béo khá lớn. Chú ý phần rau xanh, nó có chứa lượng tinh bột khá là cao, cùng các loại hạt cũng vậy. Cà phê đen là một thức uống giúp đốt mỡ rất là hiệu quả, các bạn nên tiêu thụ trước khi tập khoảng 30 phút. Bữa trưa và bữa phụ các bạn để ý thịt cá sẽ có giá trị dinh dưỡng rất phù hợp với Keto vì lượng carb rất thấp, protein và chất béo lại cao. Trong thực đơn thì sẽ ăn chips từ dừa, nhưng vì không có nên mình sẽ thay bằng nước dừa và lượng carb từ đây khá lớn. Bữa tối thường thì Christy Grosso ăn như bữa trưa, nhưng có thể ăn thêm mì sợi từ bí ngòi, tức là quả bí ngòi cắt ra thành hình sợi. Còn mình thì bữa tối ăn với gia đình. Vì lâu lâu mới về nên mẹ có mua tôm hùm. Nhi còn ăn cả canh cải và thịt bò. Hải sản cũng là một thực phẩm tốt cho tăng cơ giảm mỡ và thích hợp để ăn Keto.
Rau xanh thì các loại rau lá màu xanh sẽ tốt hơn vì chứa cáp thấp hơn. Bữa khuya thì trước khi đi ngủ có thể ăn món ăn như việt quất xay bơ đậu. Một ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 100g việt quất.